Kính thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ công bố tia cực tím UV tại thành phố Hồ Chí Minh đạt cực đại những ngày vừa qua và dự báo sẽ kéo dài trong những ngày tới. Chính vì vậy mà người dân khi đi ra đường thì cần phải có biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc với tia cực tím gây nguy hại đến sức khỏe. Theo ghi nhận từ số liệu của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và trên các ứng dụng thời tiết ngày 23 tháng 2, chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh đạt mức từ 9 đến 10 là mức báo động gây nguy hại đặc biệt đối với làn da và sức khỏe con người. Nhiệt độ trong ngày cao nhất ở ngưỡng 32 đến 33 độ. Vào cái thời điểm này thì đối với khu vực Nam Bộ chúng ta thì nó chịu ảnh hưởng, tức là cái chi phối bởi cái tầng cao là cái gọi là cái áp cao cận nhiệt đới, bầu trời ít mây. Thì cái nắng bức xạ trực tiếp thì nó sẽ xuống trái đất là gần như là toàn bộ. Nhưng chính vậy thì tia cực tím nó cũng cao. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tầng ozone mỏng cũng tác động mạnh mẽ và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tia cực tím mạnh. Tại Bệnh viện Da Liễu, thời gian này, số lượng người đến khám điều trị các tổn thương do tia cực tím cũng gia tăng đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan khi ra đường không che chắn cẩn thận. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có biện pháp che chắn bảo vệ khi có việc cần phải ra đường, đặc biệt là vào khung giờ giữa trưa khi chỉ số tia cực tím cao nhất trong ngày. Như chúng ta đã biết thì tia UV càng mạnh và cái mức độ tiếp xúc nhiều với tia UV của chúng ta càng nhiều thì da của chúng ta tổn thương càng nặng. Những cái biểu hiện sớm của da chúng ta, ví dụ như chúng ta sẽ bị bỏng da, rát da, những biểu hiện về lâu về dài chúng ta sẽ bị nám da, khô da và thậm chí là những cái trường hợp nặng như là ung thư da và nhiễm trùng da. Do đó thì chúng ta cần phải có ý thức và hạn chế được cái tình trạng tiếp xúc của da chúng ta với tia UV. Áo khoác với lại khẩu trang rồi bình thường thì sẽ có thêm một cái khăn để chùm cái mặt ở trên cao này nữa. Mà tại vì hôm nay do mặc áo khoác nên nóng nên là em sẽ không có đeo cái đó. Đeo mấy cái đó nó sẽ giúp mình thứ nhất là đỡ cái ánh nắng mặt trời. Nhà em cũng cứ nói là phải mặc áo vô mình thấy nóng quá. Xong em không có che chắn gì hết. Thì khi mà về đây rồi ở đây được 1-2 tháng rồi bắt đầu da nó sạm hẳn xuống luôn. Ở lúc đó em mới thấy hơi hoang mang. Theo dự báo, từ nay cho đến đầu tháng 3 năm 2021, chỉ số tia cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ ở ngưỡng cao. Người dân cần chủ động có những biện pháp bảo vệ sức khỏe trước sự nguy hại của tia cực tím.